Có lẽ trong lịch sử Việt Nam, Hoàng tử Lý Long Tường là trường hợp khá hy hữu khi trở thành tướng lĩnh của một nước ngoại bang, thậm chí còn giúp vua xứ người đánh đông dẹp bắc, giữ vững cơ đồ của Triều Tiên. Tên tuổi của ông được ghi danh vào sử sách nước bạn như một vị chiến thần oai hùng hộ quốc. Vậy cớ sao một con người đất Việt hậu duệ nhà Lý như ông lại có cơ duyên kiến công trên một đất nước xa lạ như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đối chiếu với sử liệu, Lý Long Tường là con thứ 7 của vua Lý Anh Tông, trị vì từ năm 1138 đến 1175. 7 hoàng tử gồm Long Sường, Long Minh, Long Đức, Long Hòa, Long Ích, Long Trát và Long Tường. Như vậy, Lý Long Tường là em vua Lý Cao Tông, trị vì từ năm 1176 đến 1210 và là chú vua Lý Huệ Tông, trị vì từ năm 1211 đến 1225. Lật lại lịch sử gần 800 năm trước và nhiều tài liệu, thư tịch cổ đều ghi chép rõ ràng. Tại Thương Cảng Vân Đồn, trong lần xuất ngoại năm 1226, đoàn người tùy tùng của Hoàng tử Lý Long Tường đã dạt đến vùng núi Hoa Sơn thuộc đất Cao Ly, Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay. Rồi ở lại đó dựng lên nghiệp lớn, trở nên lừng danh với chiến công đại phá quân Nguyên Mông trên đất người. Ông trở thành thủy tổ của một nhánh họ Lý ở nước ngoài. Hậu duệ của ông ngày một cường thịnh trên đất nước ấy. Vậy diễn tiến lịch sử về nguồn cơn lịch sử nào dẫn đến hoàn cảnh éo le ấy của những hoàng thân quốc thích triều Lý sẽ là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Các nguồn chính sử đều ghi, năm 1009, vua Lý Công Uẩn đăng quang mở đầu cho triều đình nhà Lý ở Đại Việt. Với chiếu rời đô, nhà vua đã cho chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Đại La và lấy tên là Thăng Long, mở ra một triều đại 216 năm hưng thịnh và vẻ vang nhất trong các triều đại phong kiến ở Việt Nam với nhiều công lao bảo vệ, xây dựng đất nước. Trải qua 8 đời vua và hơn 200 năm lịch sử, đến đầu thế kỷ thứ 13, do nhiều nguyên nhân khác nhau, triều Lý bắt đầu suy vong. Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng, sau vở kịch gian dựng kết hôn của điện tiền Trần Thủ Độ, đã nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Với sự kiện lịch sử này, vương triều Lý đã để rơi ngôi báu vào tay nhà Trần. Để tránh sự tiêu diệt của nhà Trần và bảo toàn dòng dõi, các hoàng thân quốc thích nhà Lý đã phải rời bỏ kinh đô về các vùng xa xôi, hẻo lánh để ẩn cư. Cá biệt, năm 1226, Lý Long Tường, hoàng tử thứ 7 của vua Lý Anh Tông, đã cùng Bình Hải Công Lý Quang Bật đóng hải thuyền cùng một số người khác rời bến cảng Vân Đồn ra biển đi trốn. Vì trước đó, nhà Lý có xích mích với Champa và chiến thắng nhà Tống Trung Quốc, nên Lý Long Tường đã chọn hướng Đông Bắc để lánh nạn. Đầu tiên, đoàn di cư đến đảo Okinawa, Nhật Bản. Sau đó, không biết vì lý do gì, đoàn của ông đã chọn Cao Ly làm nơi dừng chân cuối cùng. Đoàn hải thuyền của ông cập bến vào quận Khang Ninh, lãnh thổ của Triều Tiên ngày nay, rồi lập nghiệp sinh sống tại đó. Sau khi đã dần ổn định cuộc sống, Lý Long Tường đã cho mở độc thư đường dạy văn, thi phú, lễ nhạc, tế tự và giảng võ đường dạy võ, chiến thuật quân sự, các loại binh pháp, binh khí, học trò theo học rất đông. Năm 1231, quân Nguyên Mông bắt đầu xâm lược Cao Ly. Năm 1253, tức là 27 năm sau ngày Lý Long Tường đến đất nước Cao Ly, quân Nguyên Mông chiếm được vùng đất Kherson, khiến vua Cao Tông của Cao Ly phải chạy ra đảo Gangwa. Trước tình hình ngày càng nguy kịch, nhà vua đã yêu cầu Lý Long Tường ra giúp sức đánh giặc. Nhờ có những kinh nghiệm chiến đấu khi còn ở quê nhà, ông cho đắp thành lũy kiên cố, luyện tập binh sĩ thuần thục và chiến đấu ngoan cường. Sau 5 tháng vây thành không có kết quả, quân Nguyên Mông bị tiêu diệt đến 1/3, đành áp dụng kế trá hàng. Họ cho gửi sang phía Cao Ly 5 dương vàng để tỏ ý cầu hòa, nhưng trên thực tế, trong đó là những thích khách có vũ trang để ám sát các quan chức của Cao Ly. Biết trước ý đồ của địch, Lý Long Tường dâng lên kế sách, đổ nước sôi vào kẽ dương rồi sai người mang trả lại dương vàng cho nhà Nguyên Mông. Khi mở dương, quân tướng nhà Nguyên Mông vô cùng kinh hoàng khi thấy các thích khách của mình bị chết và đành chịu thất bại rút quân trở về nước. Trên đường về, bị quân Cao Ly phục kích đánh tàn tác. Vua Cao Tông của Triều Tiên hết lòng tán dương chiến công của Hoàng thúc Lý Long Tường, cấp cho ông thái ấp để con cháu đời sau có nơi sinh cơ lập nghiệp. Vua cho đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn và phong tước cho Lý Công làm Hoa Sơn quân. Dân trong vùng còn tôn thờ ông làm tổ và dựng lên một chiếc cổng lớn gọi là Thụ Hàng Môn.
họ khắc ghi công tích và ca ngợi công lao vĩ đại của ông khi góp phần đánh đuổi quân Nguyên Mông. Hỡi ôi, Thụ Hoàng Môn được dựng lên đã trải hơn 600 năm, thế mà vẫn được muôn dân ngưỡng mộ, khách thập phương vẫn cung kính viếng thăm. Thụ Hoàng Môn ký tích bi. Ngày nay, trên một ngọn núi tên Lưu Bông, không xa núi Hoa Sơn, người ta tìm thấy mộ của Lý Long Tường và của con cháu hai đời sau. Riêng ở núi Hoa Sơn, có một nền đá trên đỉnh núi có tên gọi Vọng Cố Hương. Truyền rằng Lý Long Tường thường hay đứng đó mỗi ngày hai buổi trông về hướng Nam, ôm mặt khóc vì nhớ quê nhà. Nhưng có lẽ di tích tiêu biểu nhất vẫn là Thụ Hoàng Môn được dựng lên ở Khang Linh để ghi dấu nơi ông chấp nhận sự đầu hàng của quân Nguyên Mông. Cửa này được trùng tu vào năm 1990, nhưng vì kiến trúc nặng, nhiều gỗ bị hủy hoại nhanh, nên con cháu ông đã thiết lập vào năm 1993 một đài kỷ niệm được xây bằng đá với một tấm bia đá ghi rõ nguồn gốc dòng họ Lý ở Đại Việt. Kể từ đời Lý Thái Tổ cùng những biến động xảy ra trong lịch sử Đại Việt trước khi Lý Long Tường chạy sang Cao Ly. Sau khi đến Cao Ly, hoàng tử Lý Long Tường sinh được hai người con trai. Cả hai làm quan ở Hoang Hy Đô, tỉnh Hoang Hy, lập nên 13 chi. Người con thứ lập nghiệp ở An Đông, Khiêm Sang Đô, tỉnh Khiêm Tràng, lập nên 3 chi. Như vậy, hậu duệ của hoàng thúc Lý Long Tường ở Hàn Quốc có 16 chi chính. Nếu tính từ thủy tổ nhà Lý ở Việt Nam, thì lớp con cháu của Lý Long Tường thuộc dòng họ chính tôn. Hậu duệ hoàng thúc Lý Long Tường kế tục nhau sống trên đất Triều Tiên, Hàn Quốc gần 30 đời, phần lớn đều giữ những chức vị cao trong triều. Lý Cán, đời thứ hai, giữ chức Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Lý Huyền Lương, đời thứ ba, giữ chức Chính Nghị Đại Phu. Lý Ứng Nhật là tiến sĩ tu học ở Thạch Đàn. Lý Đình Giám làm tiến sĩ ở thành Quân Quán. Các ông Lý Hiến Quốc, Lý Hiến Chi, Lý Cảnh Hành, Lý Ngôn Vũ, Lý Vạn Vịnh đều là những tiến sĩ văn chương nổi tiếng. Theo Thụ Hoàng Môn ký tích, ở Hàn Quốc có nhiều họ Lý. Dòng họ Lý gốc Việt này được gọi là Lý Hoa Sơn, vì Hoa Sơn là quê hương đầu tiên khi Lý Long Tường nhập cư Cao Ly và cũng gắn liền với tước hiệu Hoa Sơn Quân do vua Cao Tông nước Cao Ly phong tặng. Như vậy, nhờ sử liệu, gia phả dòng họ Lý, những câu chuyện được truyền tụng trong dân gian địa phương, đặc biệt căn cứ vào những di tích còn được bảo tồn tại xứ sở Kim Chi ngày nay, chúng ta mới có dịp biết rằng, cách đây gần 800 năm, cha ông ta đã từng sống và lập chiến công hiển hách nơi xứ người. Bản thân lập đại công được phong tước vị, gia tộc định cư hưởng vinh hoa phú quý đời đời ở Cao Ly. Những tưởng Lý Long Tường sẽ hài lòng với những gì đã đạt được những năm tháng cuối đời nơi xứ người. Nhưng trong lòng ông, dẫu có xa xôi cách trở, thì nỗi nhớ quê nhà vẫn thắt ruột mỗi chiều về. Sống ở Hoa Sơn, Lý Long Tường đặt hiệu là Vi Tử Động. Mục đích ra đi của Lý Long Tường là để giữ việc thờ cúng tổ tiên như trường hợp Vi Tử đời Ân đã làm, nên ông đặt hiệu là Tiểu Vi Tử và nơi ở là Vi Tử Động. Tại đây, ông cho xây một ngôi đình làng y như kiểu đình làng ở quê hương. Hàng năm, vào dịp Tết và hội, người Lý Hoa Thôn dù đi làm ăn xa khắp lãnh thổ Cao Ly cũng trở về làng ăn Tết, cũng có thịt mỡ, dưa hành, cầu đối đỏ, cây nêu tràng pháo, bánh trưng xanh như phong tục Đại Việt. Khi dân làng cúng lễ dâng hương tại đình thì vị tiên chỉ mở quốc phả ra đọc cho con cháu nghe về nguồn gốc của người Lý Hoa Thôn. Ba hổ chuông trống âm vang trong không khí thiêng liêng. Sau khi dâng hương, người dân Lý Hoa Thôn khấn vái, đầu phủ phục trước đình, hướng về phương Nam cố quốc. Phong tục ấy được nối tiếp đời đời qua nhiều thế hệ. Tại Hoa Sơn có một ngọn núi cao nhất gọi là Quảng Đại Sơn. Tương truyền rằng, ngày ngày, lão tướng quân Lý Long Tường dẫu tuổi cao sức yếu, vẫn lên đó ngóng trông về phương Nam mà khóc. Vì thế, ngọn núi mang tên Vọng Quốc Đàn hay Vọng Cố Hương. Có lẽ, kế thừa tình cảm yêu quê hương ra diết từ vị tổ Lý Long Tường mà các thế hệ con cháu họ Lý Hoa Sơn luôn hướng về quê cha đất tổ. Ngày nay, trên đại lộ từ phi trường Gimpo về thủ đô Seoul, du khách được chiêm ngưỡng pho tượng Bạch Mã Tướng Công do chính phủ Hàn Quốc xây dựng từ thập niên 1960. Lý Long Tường có hai người con trai trên đất Cao Ly, sau này đều làm quan cho triều đình. Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc, từng nhiều đời làm quan to trong triều, được ca ngợi là những người trung nghĩa. Khi triều đại ở Cao Ly thay đổi, trong họ có hai vị hiền sĩ về quê quy ẩn, không ra làm quan với triều đại mới, giữ lòng chung với vua cũ,
được sử sách Cao Ly ngợi khen là tiết liệt. Đặc biệt, trong dòng họ có Tổng thống Lý Thường Vãn, vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn ngày 6 tháng 11 năm 1958, ông đã nói: "Tổ tiên tôi là người Việt Nam đấy." Câu nói này hồi đó được báo chí Sài Gòn đăng tải rầm rộ trên trang nhất. Ông chính là cháu đời thứ 25 của Lý Long Tường. Gia phả của họ Lý Hoa Sơn lại chia làm hai nhánh rẽ. Trải qua cuộc chiến Triều Tiên năm 1950 đến 1953, một nhánh đi từ Hoa Sơn xuống Hàn Quốc ngày nay, định cư tại vùng An Đông và Bông Hoa, gần thành phố Daegu, có khoảng 4.000 người. Nhánh còn lại ở Bắc Triều Tiên còn khoảng 1.500 hộ. Bao giờ rừng táng hết cây, tàu khê hết nước, Lý nay lại về. Lời sấm truyền hàng trăm năm đã được ứng nghiệm sau 768 năm kể từ ngày Lý Long Tường đặt chân lên Cao Ly. Rừng báng giờ đã thành đồng ruộng xanh ngắt, ngòi tàu khê giờ cạn trơ không còn nữa. Cũng đã đến lúc những cánh chim xa quê được quay trở về với quê cha đất tổ. Ngày 18 tháng 5 năm 1994, Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31, chính là người họ Lý đầu tiên làm được sứ mệnh tổ tiên, đã làm lễ cúng bái tổ tiên ở nơi thờ cúng 8 vị vua nhà Lý ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 2000, ông Lý Xương Căn đã đưa cả gia đình gồm cụ thân sinh Lý Khánh Huân, vợ và ba con về Hà Nội sinh sống. Cậu con trai út sinh ra vào năm ông về thăm quê nên đặt tên là Lý Quốc Việt. Ngoài gia đình ông Lý Xương Căn, một hậu duệ khác nổi tiếng tại Seoul là ông Lý Hy Luận, chủ tịch cộng đồng họ Lý xuất thân từ Hoa Sơn, cựu tổng giám đốc tập đoàn xây dựng lớn Bojong, tham gia tập đoàn công nghiệp chế tạo Hyundai, cũng có nhiều đóng góp xây dựng kinh tế ở Việt Nam. Năm 2003, chủ tịch tập đoàn tài chính Golden Bridge, tức Cầu Vàng, Lý Tường Tuấn, một hậu duệ của Lý Long Tường sang Việt Nam, về đền đô bái yết tổ tiên. Năm 2006, ông thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội. Năm 2008, ông được vinh danh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của châu Á. Ngày nay, con cháu dòng họ Lý ở Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn thường xuyên nhớ về cố hương thân thương và đã có nhiều dịp trở về Việt Nam viếng thăm khu đền đô, đền Lý Bát Đế, nơi thờ 8 vị vua thời Lý ở Bắc Ninh. Trải qua mấy trăm năm, các hậu duệ họ Lý ly hương vẫn tìm về quê cha đất tổ. Khi sang miền Nam Việt Nam ngày 6 tháng 11 năm 1958, Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Lý Thừa Vãn đã tuyên bố rằng tổ tiên của ông là người Việt. Thông tin này đã được báo chí Sài Gòn công bố. Và dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc cũng thừa nhận Tổng thống Lý Thừa Vãn là hậu duệ đời thứ 25 của Hoàng tử Lý Long Tường. Tuy không sử dụng được tiếng Việt để nói chuyện, nhưng ánh mắt Lý Tường Tuấn ngời niềm hạnh phúc khi kể về cội nguồn của mình. "Tôi sinh ra ở Myeongdong, trung tâm Seoul. Tôi luôn nhớ ơn cha vì chính cha đã cho tôi biết nguồn gốc và tổ tiên của mình. Sinh thời, ông là một người làm việc có đạo đức và luôn dạy chúng tôi tính siêng năng cũng như tính chịu đựng vượt qua thử thách. Và điều quan trọng là phải biết yêu kính nguồn cội của mình. Khi xem TV hoặc nghe những câu chuyện nói về Việt Nam, cha mẹ và những người thân trong gia đình tôi thường nhắc nhở, con chính là hậu duệ của hoàng thân Lý Long Tường, có nguồn gốc từ Việt Nam, phải sống sao cho xứng đáng với con rồng cháu giống," ông Tuấn kể. Rồi lớn lên, dù cuộc sống với biết bao bộn bề trong công việc kinh doanh, ông vẫn dành thời gian để tìm hiểu cội nguồn của mình. "Trước khi đến Việt Nam, tôi cũng chỉ ý thức một cách mơ hồ về nguồn gốc của mình. Tuy nhiên, những lần đến Việt Nam đã thôi thúc trái tim tôi. Cội nguồn gốc rễ Việt đã nằm sâu trong máu thịt. Và từ đây, một nửa cuộc đời tôi thuộc về quê hương thứ hai," ông Tuấn tâm sự. Ông Tuấn bồi hồi nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ như in giây phút đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 2003, lúc cửa máy bay vừa mở ra ở sân bay Nội Bài. Tôi đã cảm nhận được một cảm giác thật khác lạ. Người Hàn vốn không quen với khí hậu nóng bức, nhưng với cơ thể tôi lúc đó, cái nóng này dường như rất dễ chịu và thân quen." Kể từ đó, ông Tuấn bắt đầu tìm đến Việt Nam đều đặn. Chỉ trong 3 năm qua, ông đã trở về đất tổ hơn 30 lần. Ấn tượng nhất với ông Tuấn là khi về dự lễ hội kỷ niệm dòng họ Lý ở làng Đình Bảng, Bắc Ninh vào ngày rằm tháng 3 âm lịch hàng năm. Khi được người dân ở đó xem như người thân xa quê lâu ngày trở về, ông đã không kìm được nước mắt. "Mỗi lần về quê hương, tôi có dịp hình dung công lao của triều đại nhà Lý thời xưa. Việc cụ tổ Lý Long Tường đã rời Việt Nam đến Triều Tiên là sự kiện lịch sử cho thấy mối lương duyên gắn bó giữa hai dân tộc. Điều làm tôi sung sướng và cảm thấy hạnh phúc nhất
là đi đâu, gặp người Việt Nam nào, họ đều xem tôi như người thân trong nhà, không còn hàng rào khoảng cách. Là hậu duệ dòng họ Lý, tôi khao khát góp tay giúp đỡ sự phát triển kinh tế của Việt Nam, ông Tuấn bộc bạch. Có hai đền thờ Hoàng Thúc Lý Long Tường ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng bạn biết đấy, tôi đang sống ở Hàn Quốc nên chưa đến được. Tuy nhiên, ở tỉnh Bông Hoa, miền Trung Hàn Quốc, cũng có một miếu thờ hậu duệ của Hoàng Thúc Lý Long Tường. Tôi và gia đình đã nhiều lần đến đây. Tỉnh Bông Hoa có hẳn một làng toàn người Việt sinh sống, được gọi là làng Việt Nam. Miếu thờ hậu duệ của Hoàng Thúc Lý Long Tường nằm ngay trong ngôi làng này. Nhân đây, tôi cũng muốn nói rằng Hoàng Thúc Lý Long Tường là một chiến binh dũng mãnh ở Việt Nam, nên khi sang Cao Ly đã trở thành người giúp quân đội Cao Ly giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với người Mông Cổ. Lúc đó, vua Cao Ly đã đích thân viết thư khen tặng Hoàng Thúc Lý Long Tường. Hiện giờ, chúng tôi vẫn còn giữ được bức thư này. Nhà vua còn cấp cho Hoàng Thúc Lý Long Tường đất đai làm thái ấp và cho lập bia ghi công. Qua lời kể của người hậu duệ, chúng ta đã phần nào hình dung được hình ảnh của một vị tướng oai hùng luôn khắc khoải nỗi niềm quê hương, dù thành danh nơi đất khách, nhưng với ông không đâu bằng việc được trở về nhà. Nhà ở đây là Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.